và liên tục chương trình với một cái ca khúc chúng ta thấy rằng là Chúa là con đường. Thế thì bây giờ chúng ta tìm về bên Chúa. Đây chính là một sáng tác của Giang Tâm. Và khi Minh Duy biên tập cái chương trình này để soạn lời dẫn thì mới đây cô ca sĩ mới báo rằng là Giang Tâm chính là một tân linh mục mới được chính thức của tuần lễ. Cho nên chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Ngài. Với bài hát Tìm Về Bên Chúa, chúng ta dành một tràng vỗ tay cho tiếng hát trong trẻo của giọng ca trẻ Hồng Anh. Tìm về bên
bên Chúa.